Mở đầu chuyên mục An toàn giao thông kỳ này, mời quý vị theo dõi phần tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tình trạng xe chở quá tải ngang nhiên hoạt động tại nhiều địa phương. Trong tháng 4 năm 2021, các lực lượng chuyên ngành tiếp tục duy trì công tác kiểm tra tải trọng xe, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông, góp phần ngăn chặn tình trạng xe quá tải tái diễn trở lại. Qua tuần tra, kiểm tra 10.000 xe, thanh tra các sở giao thông vận tải và các cục quản lý đường bộ sử dụng cân xách tay, phát hiện hơn 1.400 xe vi phạm, tước hơn 500 giấy phép lái xe và xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn 12 tỷ đồng. Thưa quý vị, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự là một trong ba giấy tờ bắt buộc phải có khi tham gia giao thông trên xe máy. Do vậy, khi tham gia giao thông mà không có bảo hiểm, chủ phương tiện sẽ bị phạt tối đa 200.000 đồng. Tại điểm A khoảng 2, điều 21, Nghị định 100 quy định mức phạt như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Mức phạt lỗi không có bảo hiểm xe máy hiện hành đã tăng lên đáng kể so với mức phạt cũ của Nghị định 46 là 80.000 đồng đến 120.000 đồng. Vào hồi tháng 3, hình ảnh hai chiếc xe ô tô Mercedes-Benz cùng biển số chạm trán nhau trên phố thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã gây xôn xao dư luận. Mới đây ngày 8 tháng 5, một số người dân ở xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hai ô tô có cùng biển kiểm soát là 60A86888, hiệu BMW và Ford xuất hiện ở một khu dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch. Sau đó, sự việc được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận tại địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, phòng BC08 Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả biển số 60A86888, xe ô tô 5 chỗ ngồi hiệu BMW là thật. Chủ nhân xe trên là anh Võ Đình Nhu, ở tổ 10 ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành. Xe được đăng ký mới vào ngày 4 tháng 11 năm 2020 tại phòng BC08, Công an tỉnh Đồng Nai. Đại diện phòng BC08, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quy định, ngoài tịch thu biển số giả, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân ở mức từ 4 đến 6 triệu đồng và 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn một số huyện thành phố của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tái diễn tình trạng mất cắp tấm đan của hệ thống thoát nước ở các tuyến đường. Điều này gây mất an toàn cho người dân, phương tiện tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số các nắp hố ga bị mất tập trung ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Hùng Vương, Lê Duẩn thuộc khu phố Sông Vĩnh, phường Tân Phước và khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ. Chỉ riêng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng nối từ quốc lộ 51 đến đường Lý Thường Kiệt dài khoảng 800 m thì gần như toàn bộ các nắp cống đều đã bị kẻ gian lấy cắp. Hàng loạt nắp cống thoát nước đã bị kẻ gian lấy cắp, để lại các hố sâu, giăng bẫy người đi đường. Tôi bán ở đây không dành tháng mấy giờ mà cái đêm mắc là cái trăng cái đêm 29 á. Là từ sáng mẹ con ra mới thấy vậy đó, tôi mới nhổ cây, mẹ con đi lấy cây cắm đặng cho người ta qua lại đường tránh. Nghe người dân báo là các cái miệng cống ở trước nhà của người dân á là bị đào xới lấy mất á, thì nghe vậy thì khu phố cũng có ra khảo sát và thấy thực tế là nó có như vậy thì cũng có báo về phường. Và phường thì cũng có chỉ đạo cho công an và bảo vệ dân phố có đi tuần đêm, thì buổi tối có tối đi tuần thì cũng phát hiện được là đang nạy á, thì có dí nhưng mà không có bắt được, thì buổi tối cái đường này nó cũng hơi tối. Theo công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam Buseco, đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong tháng 4 và đầu tháng 5, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ bị mất 41 tấm đan của hố thu nước mưa thuộc hệ thống thoát nước. Còn tại thành phố Vũng Tàu, thời gian qua tuyến đường vào khu hóa dầu Long Sơn đã bị mất tới 67 tấm đan, trong đó 59 tấm đan chất liệu gang, còn lại là đan lưới thép. Việc mất tấm đan cũng xảy ra tại thành phố Bà Rịa, trong đó ở đoạn tuyến tránh quốc lộ 56 qua thành phố Bà Rịa xảy ra nhiều nhất, với hơn 50 tấm. Sáng là vô đây mấy người họ uống cà phê đống lắm, có hai thanh niên đi trực xe cúc mà chở hai miệng ngôi sáu mà họ chạy nhanh lắm. Đi họp còn nói với ông trưởng ở đề xuất lên lắp ráp lại để vậy đi người dân mà lại đi nguy hiểm á.
Việc các hố ga không có nắp đậy cũng gây mất mỹ quan đô thị, sát động lại bên dưới khiến việc tiêu thoát nước chậm mỗi khi có mưa lớn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường đa số các cống thoát nước đều nằm dưới lòng đường. Mưa xuống sẽ rất khó phát hiện các hố ga nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị các ngành chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa và thay thế. Thưa quý vị, đạp nhầm chân ga là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thảm khốc thời gian qua. Mới đây nhất, khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 5 tháng 5, tại ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chiếc xe Kia Sorento màu trắng do nữ tài xế lái bất ngờ lao nhanh, tông hai xe máy đi cùng chiều phía trước rồi phi thẳng lên vỉa hè, mất kiểm soát gây tai nạn nghiêm trọng. Nữ tài xế được cho là đã đạp nhầm chân phanh với chân ga. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, xe ô tô hiệu Kia Sorento màu trắng, biển kiểm soát 72A03968 lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh, hướng từ siêu thị Copmart Vũng Tàu về ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, thì bất ngờ lao nhanh lên vỉa hè, tông trúng một bác bảo vệ của shop bên đường và một cô gái dừng đậu xe gần đó. Chiếc xe này đã tông vào hai xe máy đang di chuyển cùng chiều phía trước. Đây chỉ là vụ việc tiếp nối rất nhiều trường hợp tương tự trong thời gian vừa qua trên nhiều địa phương. Các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển không làm chủ được tốc độ, đạp nhầm chân ga khiến cho xe của mình lao về phía trước, gây tai nạn liên hoàn. Thậm chí nhiều phương tiện lao vào tường, vào các quán ven đường. Chưa bàn cãi về tính xác thực của lời khai, nhưng nỗi kinh hoàng đạp nhầm chân ga là người đi đường. Gặp những cái trường hợp như vậy thì quá sợ luôn chứ không phải nói sợ nữa. Rồi người ta nói là bà đạp, thắng mà không đạp, bà đạp nhầm cái chân ga gì đó. Nhờ có cái cây. Mày làm sao hôm nó có cái gốc cây gì, không có lao sang bên kia đường đấy. Tai nạn do đạp nhầm chân ga và chân phanh vốn không hiếm gặp tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ, mỗi năm có 16.000 vụ tai nạn liên quan tới vấn đề này. Tài xế dưới 20 tuổi và trên 65 tuổi là nhóm người dễ nhầm ga phanh nhất. Trong khi đó, năm 2019, Nhật Bản ghi nhận 6.700 vụ tai nạn, 37 người chết và hơn 9.500 người bị thương có liên quan tới lỗi nhầm chân ga và chân phanh. Tại Việt Nam, không ít tai nạn đáng tiếc đã xảy ra cũng bắt nguồn từ nguyên nhân này. Phần lớn là mình phải mang guốc thấp không à, chứ mang cái guốc cao phần lớn là cái cảm giác, cảm nhận chân ga chân thắng nó không có quen được. Là cũng do kỹ năng của từng tài xế thôi, nhưng mà đa phần là những người mà mới biết lái thôi. Chứ những người người ta lái lâu năm có trình độ thì ít có bao giờ ta đạp nhầm lắm. Khi anh buông ga thì anh phải qua thắng. Đó, còn chứ anh đang đạp ga mà anh đi gác qua thắng thì nó phải nhầm thôi. Mà mất bình tĩnh thì cũng có, do mình không có xử lý kịp. Chứ thứ hai nữa là mình mất hồn á, kiểu như chứ còn đã chạy lâu rồi thì không có trường hợp đó. Lỗi đạp nhầm chân ga và chân phanh có thể xảy ra với người lái cả ô tô số sàn và số tự động. Tuy nhiên, tình trạng xe vọt nhanh mất kiểm soát đa phần xuất hiện trên xe số tự động. Lý do là xe số sàn có chân côn, thao tác đạp phanh thường được thực hiện đồng thời cùng đạp côn, nên nếu nhầm lẫn thì động cơ rú lên chứ xe không di chuyển. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến lỗi này là tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh của người lái khi gặp tình huống bất ngờ. Từ đó gây ra những phản xạ ngoài ý muốn, cụ thể là đạp nhầm chân ga và chân phanh. Tất cả mọi người chúng ta phải nên nhớ là khi lái xe số tự động, khi mà chúng ta muốn chuyển số thì là chúng ta phải luôn phải đạp phanh. Đạp phanh xong rồi chúng ta mới chuyển cần số từ vị trí D về R về số P hoặc ngược lại từ số P qua R nếu muốn lùi và qua số D muốn số tới. Một số chị em phụ nữ thì khi tham gia giao thông nên mặc đồ cho nó gọn, không mang guốc cao gót. Khi chúng ta dừng đổ xe, kiểm tra an toàn xung quanh xe, trước và sau xe. Điều này chúng ta nói ra thì có vẻ như là nó không liên quan gì tới cái lỗi đạp nhầm chân ga, nhưng mà thực tế là đã xảy ra rất là nhiều trường hợp. Khi chúng ta dừng đổ xe gần cán lên một viên gạch, nhưng lúc này chúng ta không chú ý, thì cái lúc mà khởi hành xe, xe chúng ta nó sẽ không chạy được, thì lúc đó chúng ta sẽ đạp ga cho xe tăng, thì vô tình lúc này xe tăng tốc mạnh lên và nó chạy tới. Người lái thường xuyên luyện tập chuyển từ chân ga sang chân phanh và ngược lại từ chân phanh sang chân ga. Và nên nhớ, chúng ta nên luyện tập là khi chuyển từ chân ga sang chân phanh thì chúng ta chuyển nhanh, và khi chúng ta muốn chuyển từ chân phanh sang chân ga thì chúng ta chuyển từ từ. Hàng năm nước ta có thêm hàng triệu tài xế mới được cấp bằng.
Tuy nhiên trên thực tế, không phải ai có bằng cũng có thể điều khiển ô tô một cách thuần thục cũng như chấp hành tốt luật giao thông. Nếu tình trạng này không được chấn chỉnh kịp thời, chắc chắn sẽ còn nhiều người thương vong an uổng chỉ vì tài xế nhầm chân ga và chân thắng. Thưa quý vị, cũng như các ngành nghề khác, nghề lái ô tô cũng đặt ra các tiêu chuẩn riêng với các điều kiện bắt buộc cả về kỹ năng, kỹ thuật thực hành đến các yêu cầu về lý thuyết, ban tính, quy phạm pháp luật hoàn chỉnh. Đã đến lúc nếu bất cứ ai vì lý do chủ quan để xảy ra hậu quả phải bị xử lý nghiêm khắc để luôn hiểu rõ trách nhiệm của người lái xe phải nằm lòng câu nói phía trước tay lái là sự sống. Bây giờ mời quý vị đến với tiểu mục Bạn đường. Thưa quý vị, đăng kiểm ô tô là quá trình kiểm tra chất lượng, tiêu chuẩn an toàn cũng như yếu tố bảo vệ môi trường của xe trước khi cho phép xe chính thức lưu thông. Trong trường hợp xe ô tô cũ còn thời hạn đăng kiểm, chủ xe không cần mang xe đi đăng kiểm lại mà vẫn có thể lưu thông. Tuy nhiên, chủ xe cần phải để ý thời gian hết hạn đăng kiểm được in trên tem kiểm định. Tránh trường hợp quá thời hạn đăng kiểm sẽ có thể bị xử phạt. Trường hợp xe đã hết thời hạn đăng kiểm. Trong trường hợp xe hết thời hạn đăng kiểm, chủ xe cần phải mang xe tới cơ quan đăng kiểm để tiến hành đăng kiểm lại. Khi đi đăng kiểm, chủ xe cần mang theo những giấy tờ sau. Giấy đăng ký xe hoặc bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Chương trình An toàn giao thông kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.